chiếc bếp Osaka Ga. Mặt men dễ dàng vệ sinh và lau chùi này. Mặt men thì rất là sạch sẽ, độ bền theo thời gian cao, không bị oxy hóa cũng không bị hoen dỉ nhá. Mặt con này thì hình thức chưa có một vết xước nào ạ, độ mới còn trên 95%. Đây là thành vách bên trái ạ. Này, mặt trước của nó này còn rất là đẹp. Đó, chưa có một cái dấu hiệu bị hư hỏng nào nhá. Đây. Đó. Bo viền của nó này. Đây. Bo viền còn vuông thành sắc cạnh này, mặc dù là hàng đã qua sử dụng nhá. Có bị xỉn màu một chút nhưng mà còn rất là đẹp ạ. Này, tâm cảm biến chạm đáy nồi này, kim đánh lửa này, thủy ngân chống trào này, nước trào ra thì bếp sẽ ngắt lửa nhờ cái cảm biến thủy ngân này nhá. Bên trên thì sẽ có một cái tấm thép, cái phần này sẽ là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới á. Hai tâm cảm biến như nhau nhé, đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ C thì sẽ nhỏ lửa, 250 độ thì sẽ tắt lửa và khóa ga luôn. Một chiếc kiềng bản rộng, em chỉ lỗi là một chiếc kiềng bằng hợp kim thép nhé. Đấy, kèm theo đấy là sẽ có một cái tấm thép để chắn vùng vùng tiếp xúc giữa mâm nhiệt và cái mặt mặt bếp ạ. Thì sẽ hạn chế được cái tình trạng là bếp cái nhiệt của bếp ấy tiếp xúc với lại cái mặt này làm nó bị hư hỏng nhá, bị hoen dỉ nhá. Đấy. Đây, con này thì là một con full chức năng, có những cái tính năng. Bếp bên trái thì sẽ có tự động nấu nước này, tự động nấu cơm, tự động nấu cháo này. Bếp bên phải thì sẽ có phím 3S hỗ trợ nấu liên tục và không ngắt nếu như mà đạt đến 250 độ C nhá. Mình cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160 lên đến 200 độ ạ. Cài đặt được đồng hồ của lò nướng khuyến chị nhá. Lò nướng 2 tầng lửa. Đây, lò nướng 2 tầng lửa. Này, khay nướng của nó thì còn rất là sáng á, rất là rộng rãi thoải mái, mình nướng cá, nướng thịt, nướng tôm, nướng mực, nướng gì cũng được đấy anh chị nhá. Đó, khay nướng còn rất là sáng này. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Khoang nướng này, khoang nướng của nó thì là 2 tầng lửa. Nội thất bên trong thì bên em nhà em đã vệ sinh lau chùi sạch sẽ này. Mình về mình chỉ việc sử dụng thôi nhá. Đấy, 2 tầng lửa luôn. Mỗi một cái phím đề công tắc là sẽ là phím đề để bật công tắc bếp của anh chị nhá. Mình có thể gạt cái phần khóa trẻ em phía dưới, gạt sang bên phải nếu như mà không sử dụng đến thì sẽ không bật được ạ. Cái này là khóa trẻ em nhá. Hai bếp đều có nhá. Bây giờ em mở ga lên để em test bếp này, thì em đang sử dụng bình ga Việt Nam nhá. Đây. Đấy. Lửa rất là xanh này, nhiên liệu ga đã được đốt cháy hoàn toàn này, không lo dò dỉ ga ra bên ngoài nhá. Đấy, ui, giống như một bông hoa xanh ấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Quý anh chị thấy không ạ? Bếp rất là đẹp. Đây, tự động nấu nước này, tự động nấu cơm này, tự động nấu cháo này, rất là tiện lợi này. Phím 3S hỗ trợ nấu lửa lớn liên tục thì mình nhấn nó vào đây 1-2-3 giây nhá. Đây. Lò nướng thì mình có thấy biểu tượng con cá đây này, chức năng biểu tượng của lò nướng này. Đây, lò nướng 2 tầng lửa, rất là đẹp. Mình cài đặt được nhiệt độ lên đến 10, em xin lỗi là mình cài đặt được thời gian là 15 phút tối đa nhá. Tối thiểu là 1 phút ạ, rất là tiện lợi quý anh chị ạ. Con bếp này thì bây giờ em sẽ test luôn các cái tính năng của bếp. Ví dụ như là nước trào tắt lửa khóa ga này, nước cạn tắt lửa khóa ga và gió thổi tắt lửa khóa ga. Mình có thể thấy được cái bông hoa xanh của bếp không ạ? Nó đang cháy xèo 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 này. Rất là đã tai, rất là thích mắt. Đấy. Mình điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây nhá. Đấy, một bên nấu to, một bên nấu nhỏ. Mình có thể điều chỉnh này. Đấy. Thì em thử test tính năng nhá. Ví dụ như bếp bên trái ạ. Bếp bên trái thì em test tính năng gió thổi này. Bếp bên phải thì em test tính năng nước cạn này. Em cho tỏ lửa một chút nha. Đối với tính năng gió thổi nhá thì 5 đến 7 giây sau thì sẽ khóa ga. Còn đối với tính năng nước cạn thì tắt lửa sẽ khóa ga luôn. Còn chức năng mà nước trào thì mình có thể trải nghiệm khi mà mình mua về mình sử dụng bếp Nhật của anh chị nhá. Đấy, rất là tiện lợi. Bếp thì sẽ có kích thước chiều rộng là 40 và chiều dài là 60 nhá. Thì mình xem là kích thước bếp nhà mình có để vừa cái bếp bếp này hay không. Vì một số nhà anh chị thì họ trừ lại cái kích thước nó hơi nhỏ ấy. Thì mình xem có vừa hay không nhá. Đây,
Nãy thì em đã nghe cái tiếng tít tít rồi. Bây giờ em kiểm tra xem là đã khóa ga hay chưa này. Đó, đã khóa ga nhé. Cực kỳ an toàn, cực kỳ tiện lợi trong trường hợp mình không có tại vị trí bếp, không lo cháy nổ, không lo rò rỉ ga và thất thoát lượng ga ra bên ngoài của anh chị ạ. Đó, lò nướng cũng vậy này. Đấy, em đang sử dụng bật lò nướng và đến đồng hồ đo thì nó sẽ tắt này. Đấy, lò nướng thì cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp. Đó. Đấy, đã tắt ga này. Đã tắt ga trong khi bếp bếp còn hoạt động nhá. Đã tắt bếp. Đấy, đã tắt bếp thì sẽ khóa ga luôn nhá. Con bếp này thì bên em đang bán giá ưu đãi trong mùa Tết đến xuân về này là 2 triệu 800 nghìn quý anh chị nhé. 2 triệu 800 nghìn bảo hành bếp là 12 tháng và tặng một đôi pin miễn phí vận chuyển toàn quốc đồng hành cùng quý anh chị trong thời gian sử dụng. Mình mà ưng con bếp này thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0982 035 091. Em xin được kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo nhé.